Bây giờ mình sẽ đợi một chút xem là các bạn có vào không nha, rồi mình sẽ bắt đầu học nha.
Quỳnh ơi, con bật cam lên đi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu học nha. Chắc là các bạn quên vào lớp rồi. À thôi, mình hay là mình cứ chờ thêm 5 phút nữa để mọi người vào nhá. Hình như các bạn sắp vào rồi ấy. Cái mặt cô sao kỳ vậy cô? Cô để hình khoai tây thôi, có gì đâu. Cô đang để hình vậy thôi. Ok, giờ mình bắt đầu học nha. Phong mở cam lên cho cô ấy. Thì buổi dạy lần trước mình đã học về là Unit 7, What do you like doing, đúng không? Thì cô muốn ôn tập lại một chút về từ vựng. Thì bây giờ cô sẽ hỏi, ai biết thì trả lời cho cô nha. Bây giờ, nghe nhạc là gì nhỉ? Có ai nhớ nghe nhạc là gì không? Listen Listen gì con? Nghe nhạc là gì? music. Ừ. Listen Listen to music đúng không? Thế còn sưu tầm tem là gì nhỉ? September hả cô? Sưu tập tem ấy. Là collecting stamps đúng không? Còn nhớ không nào? Đây. Cô sẽ xem màn hình. Đây đúng không? Từ gì đây? Từ collecting stamps. Thấy không? Đây là
Sưu tầm tem. Còn thế còn chơi cờ là gì? Play Ừ, playing chess. Thế còn nấu ăn là gì? chess. Cooking. Cooking, đúng rồi. À, bạn Phương với bạn Phong nếu như biết thì cứ trả lời cho cô nha. Các con cứ mở mic lên xong trả lời cho cô nha. À, xem tivi là gì nhỉ? TV. Ừ, watching TV. Watch Thế còn đọc sách? TV. Ừ, Read reading books, đúng rồi. Ok, hôm nay thì mình sẽ học tiếp trang số 47. Bài đầu tiên là listen and tick, có nghĩa là mình sẽ nhìn vào từng hình, xong rồi mình sẽ tích vào cái ô trống xem là người ta đang nói về cái bạn đấy trong đấy làm gì, được chưa? Ok, bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe nhé. Page 47. Các bạn đã nghe thấy chưa nhỉ? Rồi. Ok, để cô bật lại nhé. Page 47, Activity 3. Ủa, Listen and tick. 1. What do you like doing, Linda? I like collecting stamps. I like collecting stamps too. 2. Hi, I'm Tony. I'm from Australia. I've got a lot of books. I like dancing hip hop. What about you? 3. Do you like playing chess, Mai? No, I don't. What do you like doing? I like swimming. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa. Mình nghe từng phần xong rồi mình sẽ làm nhé. Page 47, Activity 3. Listen and tick. 1. What do you like doing, Linda? I like collecting stamps. I like collecting stamps too. Rồi, thế câu thứ nhất này, bạn Linda thích làm cái gì nhỉ? What does Linda like? What's she doing? Ai biết trả lời cho cô nào? What's Linda doing? Dạ thưa cô, là sưu tầm tem. Ừ, sưu tầm tem là gì con? Tiếng Anh là gì? Collection stamps đúng không cô? Đúng rồi, collecting stamps. Vậy thì mình sẽ chọn câu gì? Câu B. Ừ, đúng rồi. Number one is B. Linda likes collecting stamps. Đúng không? Rồi mình tiếp tục nghe câu thứ hai nào. Hi, I'm Tony. I'm from Australia. I've got a lot of books. I like dancing hip hop. What about you? 3. Do you like? Rồi, thế câu số 2 bạn bạn này bạn thích làm gì nhỉ? What does he likes to do? Nhảy. Ừ, nhảy là gì? Nhảy là tiếng Anh là gì? Ừ, dancing đúng không? Bạn ấy trả lời là bạn thích dancing hip hop thì mình sẽ chọn câu C. Ừ, đúng rồi, number 2 C. Bạn ấy thích nhảy dancing hip hop. Rồi. Đúng, hình số 3 nào. I playing chess, Mai. No, I don't. What do you like doing? I like swimming. Rồi, thế bạn Mai, what the, what's Mai doing? Mai bơi. Ừ, bơi tiếng Anh là gì con? Swimming. Ừ, swimming đúng không? Vậy thì mình sẽ chọn câu. A. Ừ, number 3A. Mike likes swimming. Rồi, các con đã hiểu bài thứ nhất chưa? Rồi. Ừ. Ok, vậy mình đến tiếp bài thứ hai nhá. Bài thứ hai sẽ là mình look and write, có nghĩa là mình sẽ nhìn vào từng bức tranh, từng bức hình này.
Sau mình sẽ viết là những cái hoạt động các bạn ấy đang làm gì đúng không? Rồi bây giờ hình thứ nhất, bạn bạn nam này đang làm gì đây? Play football. Ừ. Play football. Thế mình sẽ điền vào đây là gì? Play football. I like gì? Football. Mình sẽ là I like playing football đúng không? Từ play phải có thêm ing, tại vì đằng sau là like cộng ing đúng không? I like playing football. Con hiểu chưa? Rồi, tiếp đến hình số 2, các bạn ấy đang làm gì nhỉ? What are they doing? Play chess. I like playing chess, đúng không? They like playing chess. Các bạn ấy đang chơi cờ. Ờ, thế còn hình thứ 3 là sao nhỉ? What is he doing? Reading books. Thì he likes reading books. Rồi, thế còn hình cuối cùng? Cuối cùng bạn ấy đang làm gì nhỉ? What is she doing? Sưu tầm tên. Sưu tầm tên là gì con? Không biết cô. Mình vừa nãy mình vừa nói tiếng Anh, sưu tầm tên là gì nhỉ? Collecting stamps. Đúng rồi, collecting stamps. Vậy thì I like collecting stamps, đúng không? Bây giờ nhắc lại cho cô từ đầu nào. Câu số 1 là gì? Câu số 1 đáp án là gì? I like playing football. I like playing football, đúng không? I play in football. Câu số 2 là gì? I like playing chess. I like playing chess, đúng rồi. Tiếp câu số 3 nào. Câu số 3 là bạn ấy đang làm gì nhỉ? I like reading books. I like reading books. Tôi thích đọc sách. Rồi đến hình cuối. I like collecting stamps. I like collecting stamps. Tôi thì rất thích sưu tầm tem. Rồi. Đến tiếp theo thì mình có một bài hát ở đây. Cô xem là con nó có cái bật để cho mấy đứa nghe không? Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe cho cô thử bài này, sau này tí mình sẽ đọc qua, mình sẽ dịch thử nha. Page 47, activity 5. Let's sing. I like doing things. Like reading comic books so much. Reading comic books is lots of fun. I like making models too. Making models is very cool. I like collecting stamps so much. Collecting stamps is lots of fun. I like playing football too. Playing football is very cool. Okay. Mình nghe. Các con có muốn nghe lại một lần nữa không? Không. Thế thôi nha. Mình sẽ bắt đầu đọc. Rồi, bây giờ có bạn nào xung phong đọc cho cô bài này không? Có ai xung phong đọc cho cô bài này không nhỉ? Ok. Từ từ nhá, để cô, tại cô không nhớ tên. Đợi cô xíu. Vậy thì Phong đi, Phong đọc giúp cô đi. Đọc cho cô bài này đi. Cô cho đọc bài. I like jeans. I like reading comic books. So man, reading comic books is lot of fun. I like making. Từ đấy là models. Models too. Marking model is very cool. I like collecting stamps. Collecting stamps. So man collecting stamps is lot of fun. I like play football too. Play football is
very good. Playing football is very cool. Rồi, có bạn nào xung phong tiếp đọc cho cô bạn này không? Bạn Phong đọc. Ok đấy, bạn Phong đọc tốt. Có ai xung phong đọc không nhỉ? Có ai muốn đọc không? Ok, vậy bây giờ cô sẽ đọc qua một lượt xong rồi mình sẽ dịch bài này nhé. I like doing things. I like reading comic books so much. Reading comic books is lots of fun. I like making models too. Making models is very cool. I like collecting stamps so much. Collecting stamps is lots of fun. I like playing football too. Playing football is very cool. Rồi, các con đọc lại cho cô từ những từ này nào. Reading comic books. Đồng Thanh đọc cho cô nào. Reading comic books. Reading comic books. Reading comic book is lots of fun. Rồi, đọc cho cô từ making models. Making models. Making models. Making models. Các bạn nhớ đọc theo cô nhé. Rồi tiếp là collecting stamps. Collecting stamps. Collecting stamps. Collecting stamps. Stamp có chữ S đúng không? Thì mình phải nhấn âm S. Collecting stamps. Collecting stamps. Stamps. Âm S ở cuối con ơi. Collecting stamps. Rồi tiếp tục là playing football. Playing football. Playing football. Playing football. Rồi. Bây giờ cô sẽ dịch cho các bạn nghe nhé. I like doing things. Tôi thích làm rất là nhiều thứ. Rất là nhiều hoạt động. Đúng không? I like reading comic books so much. Tôi thì rất thích đọc truyện tranh. Tôi thì rất thích đọc truyện tranh đúng không? So much là rất. Như kiểu là very. Đúng không? Reading comic books is lots of fun. Bởi vì đọc truyện tranh rất là thú vị, rất là vui. I like making models too. Tôi cũng rất thích làm tượng đúng không? Làm mấy cái mẫu, cái hình mẫu, cái tượng ấy. Making models. Making models is very cool. Bởi vì làm mấy cái tượng đấy, chơi mấy cái tượng đấy rất là vui. I like collecting stamps so much. Tôi rất thích sưu tầm tem. Collecting stamps is lots of fun. Vì sưu tầm tem thì nó rất là vui. I like playing football too. Playing football is very cool. Rồi hai từ cuối này ai dịch cho cô được không nào? Là gì nhỉ? I like playing football too. Playing football is very cool. Tôi thích chơi đá bóng. Đá bóng là môn là vui, là thể thao, môn thể thao vui. Đúng rồi. Tôi cũng rất thích chơi đá bóng bởi vì chơi đá bóng rất là vui. Đúng không? Ok. Tiếp theo mình sẽ đến bài số 2, lesson 2. Bài đầu tiên của lesson 2 thì mình có number 1, look, listen and repeat. Bài này mình sẽ nhìn vào từng bức hình này. Mình sẽ nghe xem là họ đang nói gì. Và tí nữa cô sẽ cho từng bạn đọc lại nhé. Để cô cho các con nghe. Page 48, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What's your hobby, Linda? I like playing piano. B. Playing the guitar is my hobby.
C. I like singing. Well, we all like music. Let's go to Super Music Club. Mời mình nghe một lần nữa nhé. Page 48, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What's your hobby, Linda? I like playing the piano. B. Playing the guitar is my hobby. C. I like singing. Well, we all like music. Let's go to Super Music Club. Rồi. Bây giờ từng bạn đọc cho cô cái bài này nào. Bây giờ bạn Quỳnh. Quỳnh đọc trước cho cô đi. Quỳnh đọc cho cô từng bức hình nào. Đọc lại cho cô xem. What's your hobby, Linda? I like playing the piano. Playing the guitar is my hobby. I like singing. What? Từ đấy là well không? Well. Well. Mm. We act like we music. All. We all like music. Let's go to stop. Super. Super music club. 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 Ừ. Rồi tiếp đến Phương đi. Phương đọc cho cô từng hình xem nào. What's your hobby, Linda? I like playing the piano. Playing the guitar is my hobby. I like singing. Well, we do like music. Let's go to Super Musical. Ok. Rồi, Phong đọc cho cô xem nào. What's your hobby, Linda? Từ đấy là sao nhỉ? Từ đấy đọc lại cho cô. Hobby. 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 What's your hobby, Linda? I like playing the piano. Từ đấy con đọc rõ lại cho cô nào. Playing. Playing. Đúng rồi, nó có ing ở cuối, mình phải đọc là playing. Playing. Ok, rồi con đọc tiếp cho cô đi. Playing the guitar, đúng không? Playing the guitar. It's my hobby. I like singing. We all like music. Let's go to super music groups. Club. Ok. Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa và cô sẽ dịch cho các bạn nhé. What's your hobby, Linda? I like playing the piano. Playing the guitar is my hobby. I like singing. Well, we all like music. Let's go to Super Music Club. Đúng không? What's your hobby, Linda là gì nhỉ? Ai gì cho cô được không? Câu đấy nghĩa là sao? What's your hobby, Linda? Bạn nào biết gì cho cô xem nào. Có ai biết không nhỉ? Các con có biết không? Các con mở mic lên, các con dịch cho cô. What's your hobby là gì? Rồi, what's your hobby sẽ là sở thích của bạn là gì, đúng không? Hobby là sở thích. What's your hobby, Linda?
thì bạn ấy đang hỏi Linda là sở thích của bạn là gì vậy Linda? Đúng không? Thì Linda trả lời là I like playing the piano. Có nghĩa là tôi thì thích chơi đàn đàn piano, đúng không? Con chú ý nghe cô nói nhá. What's your hobby, Linda? Sở thích của bạn là gì vậy, Linda? I like playing the piano. Tôi thì thích chơi đàn piano. Rồi, đến hình thứ hai. Playing the guitar is my hobby. Thì mình dịch làm sao nhỉ? Có ai biết không? Playing the guitar is my hobby. Là con thích nghe hát. Tôi thích nghe hát à? Tôi thích nghe hát á. Playing the guitar là gì nhỉ? Có ai biết playing the guitar là gì không? Rồi, playing the guitar có nghĩa là chơi đàn guitar, đúng không? Vậy thì câu này mình sẽ dịch là playing the guitar is my hobby. Chơi đàn guitar là sở thích của tôi. Sở thích của tôi là chơi đàn guitar, đúng không? Playing the guitar là chơi đàn guitar. Rồi, tiếp đến hình thứ ba. I like singing. I like singing là gì? Là tôi thích nghe nhạc à. Singing là gì nhỉ? Nghe nhạc là listening to music, đúng không? Vậy singing là gì? Singing là hát, đúng không? Sing là hát. Ừ. Vậy thì I like singing là tôi rất thích hát. Well, we all like music. Let's go to Super Music Club. Well, ở đây như kiểu là thì, đúng không? Thì tất cả chúng ta đều rất là thích nghe nhạc. Thế nên là chúng ta hãy vào cái câu lạc bộ âm nhạc này đi, đúng không? Super Music Club. Music Club là câu lạc bộ âm nhạc. Được chưa nào? Các bạn đã hiểu chưa? Các bạn đọc lại cho cô từ club nào, mở mic đọc chung cho cô từ club là câu lạc bộ. Club. Club. Class. Club. Âm ở đúng không? Không có S. Club. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đến một cái bài là point and say. Cô sẽ bật cho các con nghe xem người ta. À, từ từ, cái bài này không phải bài nghe. Rồi bây giờ cô chỉ vào đâu thì các bạn đồng thanh đọc cho cô từ đấy nhá. Rồi hình B, đọc cho cô hình B nào. Bạn ấy đang làm gì đây? What's she doing? Play badminton. Đúng rồi, playing badminton là gì các bạn nhỉ? Chơi bóng bàn. Badminton là bóng bàn á? Chơi đánh cầu lông. Đúng rồi. Playing badminton là đánh cầu lông. She is playing badminton. Cô ấy đang chơi đánh cầu lông. Rồi hình này là gì đây? What is she doing? Fit in a kite. Đây mà, cô đang chỉ vào đây này. Nhìn này này. What is she doing? In photo. She is taking photos. Con trả lời lại cả câu nào. She is taking photos. She is taking photo. Đúng rồi. Là cô ấy đang làm gì đấy con? Thưa cô, là cô ấy đang chụp ảnh. Đúng rồi, cô ấy đang chụp ảnh đúng không? She is taking photos. Rồi hình này bạn ấy đang làm gì đây? What is she what is he doing? Riding the bike. Trả lời cả câu cho cô nào. Anh ấy đang. And he he's riding a bike. He is riding a bike. Đúng không? Từ đấy là riding. He is riding a bike. Anh ấy đang đạp xe đạp. Riding the bike. Đúng rồi. Còn hình này, what is he doing? What is he doing here? He's watching TV. He is watching TV. Đúng rồi. Là cậu ấy đang làm gì nhỉ? Xem TV.
À, bạn ấy đang xem TV. Picture C, what is he doing? He's fit in a kite. Con đọc lại từ đấy nào. Flying. Fly in a kite. He is flying a kite. Là anh ấy đang làm gì? Đang chưa thả diều. Anh ấy thì đang thả diều. Rồi, ok. Bây giờ cô sẽ hỏi từng bạn. Qua những cái hobby mà mọi người, những cái sở thích mà nãy giờ các bạn ở trên đã làm và những cái từ vựng mình đã học rồi, thì bây giờ cô hỏi và các bạn sẽ nói cho cô biết là sở thích của các bạn là gì được không? Ok, trước tiên thì cô sẽ hỏi hỏi Quỳnh đi. What do you like doing? What do you like doing, Quỳnh? I like watching TV. What's your hobby, Quỳnh? Tiếng Việt là gì vậy cô? What's your hobby ở đây là sở thích của bạn là gì đúng không? Hobby là sở thích. Đúng không? What's your hobby, Quỳnh? I like watching TV. I like watching TV. Ok. Phương đi. What do you like doing, Phương? I like football. Football, I like playing football đúng không con? Chơi bóng đá thì là playing football đúng không? So what's your hobby, Phương? Hobby là gì con? Hobby là sở thích đúng không? Thì what's your hobby là sở thích của bạn là gì? So what is your hobby, Phương? Tôi trả lời cho cô câu hỏi là what's your hobby, Phương? I like watching TV. You like watching TV, okay. Đến lượt bạn Phong này. What do you like doing, Phong? I like playing badminton. You like playing badminton. So what is your hobby, Phong? Hobby là sở thích đúng không? So what's your hobby, Phong? I like football. You like football. Okay. Bây giờ cô cho các bạn nghỉ giải lao một tí nhé, tầm 10 phút nhé. Dạ. Ok, tí nữa tầm 8 giờ 20 các con quay lại nhé. Dạ.
thôi trong đi vệ sinh. Rồi mình vào học tiếp nha các bạn ơi. Bạn có đang ở đây không? Mình vào học tiếp nào. Quỳnh ơi, Phương ơi, Phong ơi, mình vào học thôi. Bạn Phong với bạn Phương có đang ở đây không nhờ? Mình vào học thôi. Hết giờ giải lao rồi. Phương ơi, Phong ơi, hai con đã xong chưa nhờ? Mình vào tiết học thôi. Nào bật cam lên cho cô nào, Phương đâu rồi nào? Phong ơi, con bật cam lên cho cô được không? Mình học sớm nhờ, mình còn ấy nhờ.
Chắc là bạn Phương có việc đúng không? Thôi thì mình cứ học trước rồi nhá. Rồi Phong vào ghế ngồi học cho cô nào. Đấy, bạn Phương xin đi vệ sinh đấy cô. Vậy hả? Vậy nó đâu phải bạn Phương đâu, vậy nó là bạn Bảo mà cô. Vậy hả? Tại cô thấy tên của bạn ý. Cô tưởng bạn tên Phương. Ok, bạn Bảo. Ok. Rồi thế bây giờ mình học trước rồi tí bạn bảo bạn vào học sau nha. Mình sẽ làm tiếp thêm một trang nữa. Rồi tí nữa cô sẽ cho làm thêm bài tập ở trên Easy Class. Ok bạn bảo vào rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu học nha. Các con có nhìn thấy màn hình cô share chưa? Dạ rồi. Bây giờ bài number 4 tiếp theo mình sẽ là listen and number. Bây giờ mình sẽ nhìn vào từng hình và mình nghe xem người ta nói. Rồi mình sẽ điền thứ tự của từng hình nhé. Rồi các bạn bắt đầu nghe nha. Page 49, activity 4. Listen and number. 1. I have a new ball. Let's play football. No, I don't like playing football. What do you like doing? I like playing badminton. Okay, let's play. 2. Oh, your kite's nice. Flying a kite is my hobby. What's your hobby? Flying a kite too. Okay, let's make a kite. That's a good idea. 3. I don't like riding a bike. What's your hobby? Taking photographs. Oh, that's interesting. 4. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Oh, you sing very well. Yes, I like singing. I like singing too. Rồi, mình sẽ nghe lại thêm một lần nữa. Bây giờ mình sẽ nghe chú ý từng đoạn nha. Mình sẽ làm bài luôn. Page 49, activity 4. Listen and number. 1. I have a new ball. Let's play football. No, I don't like playing football. What do you like doing? I like playing badminton. Okay, let's play. Rồi, bây giờ hình thứ nhất. À đâu, bây giờ mình number one là hình gì nhỉ? Hồi nãy các con đã nghe thấy phần này rồi thì bạn ấy thích chơi cái gì nhỉ? What is he like doing? Bạn ấy thích chơi badminton. Ừ, bạn ấy thích chơi badminton đúng không? Thế thì mình number one mình sẽ điền vào hình C. Đúng rồi, number one C. He's like playing badminton, đúng không? Rồi, đến tiếp hình thứ hai. 2. Oh, your kite's nice. Flying a kite is my hobby. What's your hobby? Flying a kite too. Okay, let's make a kite. Rồi. Thế tiếp theo là bạn vừa nãy thích làm gì nhỉ? What is she like doing? Thả diều. Ừ, vậy thả diều tiếng Anh là gì con?
Flying a kite, đúng không? Đồng Thanh đọc lại cho cô nào. Flying a kite. Flying a kite. Đó là thả diều đúng không? She likes flying a kite. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án gì? Number two is A. Number two is A. Nghe tiếp nào. That's a good idea. Three. I don't like riding a bike. What's your hobby? Taking photographs. Oh, that's interesting. Rồi, tiếp hình số 3. Thì là hình gì nhỉ? Cậu ấy thích làm gì? What is he like doing? Cậu ấy thích chụp ảnh. Vậy chụp ảnh là gì? Taking photos. He likes taking photos. Vậy anh ấy không thích làm cái gì? Hồi nãy anh ấy bảo anh ấy không thích làm gì nhỉ? Anh ấy không thích lái xe đạp đúng không? Anh bảo là anh ấy không thích đi xe đạp. Vậy đi xe đạp tiếng Anh là gì? Car, riding a bike. Riding. Nào lại cho cô nào, riding. Riding. He doesn't like riding a bike. Thế thì mình sẽ chọn đáp án gì? Number three is D. Number three is D. Đúng không? Đây, number three. Cậu ấy thích chụp hình. He likes taking photographs. Rồi, tiếp đến hình cuối cùng. Four. Do re mi fa so la ti do. Ah, you sing very well. Yes, I like singing. I like singing too. So, what do they like to do? What is their hobby? Các con trả lời nào. What are they like doing? They like singing. Đúng rồi. They like singing. Mình sẽ chọn đáp án gì? Number four. Number four is B. Đúng rồi. Bây giờ cô sẽ nhắc lại nhá. Hình thứ nhất thì she likes flying a kite. Flying a kite. Cô ấy thì thích thả diều. Hình số 2, number B is they like singing. They like singing. Họ thì thích hát. Picture C, he likes gì đây các con? Badminton, play badminton. Đúng rồi, he likes playing badminton. And number four, picture D, what is he like to do? Taking photos. He likes taking photos. Rồi, đến hình số 5 thì bây giờ mỗi bạn sẽ làm cho cô một hình nhá. Bây giờ đầu tiên Quỳnh làm cho cô hình thứ nhất nào. Đọc cho cô xong đọc luôn đáp án đi. Con đọc cho cô nào. What do you like? Linda, I like riding a book, a bike. Riding. Đọc lại cho cô từ đấy nào. Riding. Riding a bike. Không phải là reading mà là riding đúng không? Lái xe là riding. What do you like to do? I like riding a bike. Đúng rồi. Tiếp theo hình số 2, Bảo ơi. Đọc cho cô nào. What do you like doing? So, I like flying a kite. Đúng rồi. What do you like doing? I like flying a kite. Flying a kite là gì Bảo? Thả diều. Thả diều. Rồi đến hình số 3. Phong làm cho cô nào. Linda, I like flies. I like gì? Bạn ý đang làm gì đây? Bạn đang chụp ảnh. Thế chụp ảnh là gì? Photo. Taking photos đúng không? Vậy thì nguyên câu này sẽ đọc là I like taking photos. Đúng rồi, I like taking photos.
Vậy còn hình cuối ai làm được cho cô không nhỉ? Bạn ấy đang làm gì đấy? What your hobby day? Happy I like playing badminton. Đúng rồi. I like playing badminton. I mean playing badminton là đánh cầu lông. Cầu lông. Ừ, đúng rồi, đánh cầu lông. Ok. Bây giờ các cô sẽ cho con luyện easy class nha, mình xong bài trong workbook rồi. Ok. Rồi, activity 1, bài đầu tiên là read and match. Có nghĩa là mình sẽ đọc xem họ có gì ở đây này, trong những cái hộp. Và mình sẽ match nó với nhau. Bây giờ cô ví dụ một câu nhé. Ví dụ như câu 1 là reading. Và ở dưới thì mình sẽ có reading gì nhỉ? Reading. Ai biết nào? Ai biết trả lời cô reading? Reading gì nhỉ? Reading thì đi với gì? Reading a book. Đúng rồi, reading a book có nghĩa là reading a book là gì Quỳnh ơi? Đọc sách cô. Ừ, đúng rồi, reading a book là đọc một quyển sách. Rồi, thế bây giờ số 2 ai làm được cho cô nào? Play chess. Ừ, playing chess. Phong với lại Bảo nếu mà biết là cứ hung Phong rồi nói cho cô nha. Số 2 là playing chess có nghĩa là đánh cờ vua. Ừ, đánh cờ, chơi cờ vua. Số 3 này, riding riding a bike, đúng rồi. Đó là đi xe đạp đúng không? Tiếp theo số 4 là flying a kite. Đúng rồi, flying a kite. Flying a kite là gì nhỉ? Book. Chơi thả diều. Ừ, đúng rồi, thả diều. Và cuối cùng mình có taking photos. Ừ, taking ở đây photographs. Từ photographs ở đây là một từ viết dài của từ photo. Photo là viết tắt của photograph thôi và nó cũng giống như nhau. Photograph và photo đều là mang nghĩa là ảnh hoặc là hình ảnh đúng không? Taking photographs nghĩa là chụp hình. Rồi. Sau activity 1 rồi mình sẽ đến bài activity 2. Fill in the blanks with the phrases in activity 1. Các con sẽ điền vào ô trống, các con sẽ nhìn vào hình ảnh này. Các con sẽ điền vào ô trống những từ mà có trong activity 1 hồi nãy. Thế bây giờ nhìn vào hình ảnh cho cô thì Bảo trả lời cho cô, các bạn đang làm gì đấy? Đọc cho cô nguyên câu luôn nào. Thả diều. Ừ, thả diều là gì con? Con đọc cho cô nguyên câu đi nào. Flying kites. A kite. Đúng không? Tiếp Phong làm cho cô bài này nào. Cái này là ở dạng phủ định. I don't like có nghĩa là bạn ấy không thích đúng không? Thì bạn ấy đang không thích làm gì? Phong trả lời cho cô nào Phong? Bạn ấy không thích đi xe đạp. Ừ, bạn ấy không thích đi xe đạp. Vậy là đáp cho cô nguyên câu nào. I don't like gì con nhỉ? Đi xe đạp là gì? Riding a bike. Bạn thích cô nào riding a bike? Riding a bike. Đây này, cô sẽ quay lại. Đấy con thấy không? Từ riding này, riding a bike, đúng không? Là đi xe đạp, đúng không? I don't like riding a bike. Rồi, tiếp theo, Quỳnh làm cho cô này xem nào. My likes. Đọc cho cô nhé. My likes. Take in photos. My like
Taking photos. Vậy cái từ dài hơn của photo là gì? Hồi nãy cô vừa nhắc ấy nhỉ? Ở activity 1 ý. Cô chị không biết cô. Đây, cô sẽ quay lại này. Đây con thấy không? Từ gì đây? Photo action. Photographs. Photographs. Các bạn đọc lại cho cô nó photographs. Photographs. Đúng rồi. Photographs là một từ dài hơn của từ photo. Và nó vẫn đang nghĩa như nhau là từ ảnh, đúng không? Photo và photographs. Vậy ở đây sẽ là my like taking. Ở đây sẽ là my like taking photographs. Được chưa nào? Phong với Bảo hiểu không con? Cô giải thích cho. Ôi, ai hỏi cô đấy? Cô là. Ừ, con hỏi lại đi, cô chưa nghe rõ. Cô giải thích cho con nghe. Giải thích con nghe cái gì? Cô my like. Ừ. My like taking photographs. Có chỗ nào con không hiểu à? Con không hiểu từ photograph này hả? Vâng ạ. Ừ, thì từ photo đúng không? Từ photo chỉ là một từ viết ngắn hơn của photograph thôi. Và photograph là từ viết dài hơn của photo. Và cả hai cái đều có nghĩa như nhau. Nên là cô sẽ viết ở đây là photo luôn này. Có nghĩa là hai từ này nghĩa giống nhau y chang, chỉ là mình có cách viết khác nhau thôi. Con hiểu không? Có. Nó đều mang nghĩa là ảnh. Photographs, photos. My likes taking photographs. Có nghĩa là my thích chụp hình, đúng không? Hai này, cả hai cái từ này đều mang nghĩa y chang nhau thôi, không có khác nhau gì hết, chỉ là khác cái viết thôi. Rồi. Bây giờ con làm luôn cho cô câu này đi. My sao đây? Đây là câu phủ định. Cho cô nào. Bạn, hai bạn ý đang làm gì đây? Phong, Phong nhìn vào cho cô xem nào. Cô này. Like. Ừ, playing chess đúng rồi. My doesn't like playing chess nghĩa là gì không? My thích chơi cờ vua. Doesn't like phủ định thì nghĩa là gì? My likes playing chess thì mới làm cô ấy my thích chơi cờ vua, nhưng mà my doesn't like nghĩa là gì? Là my không thích chơi cờ vua. Đúng rồi. Mai thì không thích chơi cờ vua. Mai doesn't like playing chess. Rồi. Bảo làm cho cô câu cuối đi. Câu cuối các bạn ấy đang làm gì đây Bảo ơi? I like Suki. Bảo ơi, Bảo trả lời cho cô này xem nào. Bạn Phong nói đúng rồi đấy. They like skipping. Bảo ơi, trả lời cho cô nào. Bảo đâu rồi nhỉ? Bảo bị out rồi. Thế thôi. Ok, vậy Phong trả lời đúng rồi. They like skipping gì con? Skipping, nhảy dây là skipping rope đúng không? Vâng. They like skipping rope. Đọc cho cô skipping rope. Skipping rope. Ừ. Quỳnh đọc cho cô nào. Skipping rope. Skipping rope. Skipping rope là nhảy dây nhá. Rồi. Ok, vậy bài hôm nay mình đã xong rồi. Để đợi cô xem có bài tập gì giao về cho các em làm được không. Xem nào.
Rồi, chắc lần hôm nay cô sẽ cho các bạn về nhà học lại từ mới nhá. Tại vì có một số từ mới các bạn vẫn chưa thuộc. Cô sẽ cho học lại từ mới và làm bài trên Easy Class, được chưa? Ok, lớp học đến đây là kết thúc nhá. Goodbye class. Bye teacher. Goodbye. Goodbye teacher. Em thoát ra nhé cô. Các con thoát đi. Goodbye teacher. Goodbye.